ngày 30 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối với Nguyễn Trần Cao Nguyên, sinh năm 1982, hiện là cơ trưởng của một hãng hàng không, Nguyễn Thị Ly, hay gọi là Quả, sinh năm 1982 và Huỳnh Lê Bảo Yến, sinh năm 1994 về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, từ công tác nắm tình hình và nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhóm đối tượng chứa mại dâm theo mô hình mới, dịch chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và bán dâm khi khách có nhu cầu lên căn hộ chung cư cao cấp. Tối ngày 25 tháng 12, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận 1, Công an phường Bến Nghé bắt quả tang Ly, Yến tổ chức môi giới cho 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 căn hộ chung cư cao cấp ở phường Bến Nghé, quận 1. Qua làm việc, Ly và Nguyên khai nhận sau khi đóng cửa nhà hàng ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, cả hai dịch chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và bán dâm khi khách có nhu cầu lên các căn hộ trên, có phục vụ ăn uống tại chỗ cho khách mua dâm để tăng thu nhập. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì được phục vụ tại các phòng trong căn hộ, giá bán dâm dao động từ hàng chục triệu đồng đến vài ngàn đô la Mỹ cho một lần. Để hoạt động, Ly liên kết với Võ Thị Minh Thùy, sinh năm 1990, tìm kiếm gái bán dâm rồi ăn chia với nhau, kêu Yến giúp sức thông qua việc đi chợ mua đồ ăn thức uống, phục vụ khách. Ngoài việc chứa mại dâm, Ly còn môi giới phụ nữ bán dâm cho các đại gia qua một số người nổi tiếng tại địa bàn thành phố Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Riêng đối với Thùy đã bỏ trốn khỏi địa phương.